và nhìn cái cách em nó thả tim đi các bạn. Thả tim quả chưa kịp đến gần đã chịu không nổi đối với tình yêu của em nó mà đã từ năm người dâng hiến. Cực kỳ khủng khiếp. I got broads in Atlanta, just to go be in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band. Legacies. Hey yo, welcome back. Chào mừng anh em đã quay trở lại với bộ đài gaming, tiếp tục với series giới thiệu nhân vật cũng như là cách build. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chàng trai đến từ thành phố mang tên Bác, với nhân vật có tên là Tung No 1, sử dụng nhân vật Sụt Witcher Level Max. Thì điều gì sẽ làm nên sức mạnh của em này, cũng như khả năng tên và PVP của em nó ra sao? Và không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến với khả năng đi trên cũng như khả năng PK của em đó. Và để test khả năng trên quả của em đó, mình đã đến với map 1050 và đây là map cao nhất hiện tại của season mình. Và nhìn cái cách em nó thả tim đi các bạn. Thả tim quả chưa kịp đến gần đã chịu không nổi đối với tình yêu của em nó mà đã từ năm người dâng hiến. Cực kỳ khủng khiếp. Thì để mang lại một lượng đam cũng như tốc độ đánh cao như vậy thì trang bị của em nói ra sao? Chúng ta hãy đến ngay với trang bị mà nhân vật này đang sử dụng. Vậy điều gì làm nên sức mạnh của em nó? Chúng ta hãy đến với trang bị. Đầu tiên chính là cái cánh cấp 4. Một cái cánh cấp 4 cộng 15 sẽ đem đến cho em nó 70% đam, cũng như hấp thụ đi là 73% đam nhận vào, kèm theo đó là 6% tru đam, cũng như khả năng phòng thủ thuộc tính thành công 200%. Một cái cảnh cực kỳ đáng giá, đem lại khả năng PK cực kỳ tốt cho nhân vật Sụt Witcher. Thứ hai, chúng ta sẽ đến với gầy, với một cái gầy level 1000 cũng là mắc ộp, cộng tất cả star là 40, quá là khủng. Một cái gầy cực kỳ đáng tiền, sẽ đem lại cho em nó 199% sức mạnh phép thuật. Thứ ba, chúng ta sẽ đến với vòng cổ. Đối với vòng cổ thì em này đang sử dụng vòng cổ 4 ộp với 10%, 20 level và 7 stick. Ngoài ra được bonus thêm khả năng bỏ qua SD là 3%. Đối với áo quần thì em này đang sử dụng là Cyberhut cộng 15, lúc tất cả star sẽ được cộng thêm 15 điểm và giảm đi khả năng lần vào là 50 và 70 tùy từng món, với một trang bị gần như là mắc tối thường rồi, quá là khủng khiếp. Khuyên tai một cử chỉ có ở session sau của MU Online, đặc biệt là session 15 và session 16, đem lại cho em nó một lượng đam cực kỳ lớn với 172 và đến 175 đam sức mạnh phép thuật cơ bản, quá là khủng. Tăng thêm 400 mana, 10 hồi agi và 7 speed. Với khuyên tai trái thì sẽ là 400 máu và 80 sức mạnh phép thuật. Về khiên, em này đang sử dụng là khiên hoàn hảo, khiên excellent. Với 2 ộp excellent là tăng 4% máu tối đa và giảm đi 4% đam nhận vào. Với một cây chân hoàn hảo luôn thì sẽ giảm đi đam nhận vào là 45 điểm và tăng đẹp cơ bản với mỗi level 20 là 1,5 và cộng thêm 75 điểm bonus, quá là khủng. Về ring thì em này đang sử dụng một cặp ring X-Shop với tăng thêm 15 sức mạnh phép thuật, 10 speed. Bên này cũng vậy, 15 sức mạnh phép thuật và 10 speed, quá là khủng. Ngoài ra ở dưới Hondo em này còn đang sử dụng thêm một vũ khí rồng cấp 2 Black Device Staff cộng 15 và được khảm ốp vàng là loại bỏ SD đi 15 điểm với ốp Shellon là 7 speed và 57 hit down, quá là ngon. Và một thứ không thể thiếu để đem lại khả năng PVP chính là Penta, với một cái Penta cộng 15 và cả cái Enter đều là PVP, đem lại cho em nó đến 844 đến 908 Attack Damage, đam thuộc tính, quá là ngon, quá là khủng khiếp. Kèm theo đó Radiant là sẽ Paraging. Cái Para này á
là nó sẽ làm cho đối thủ không thể hồi máu, giảm khả năng di chuyển và giảm khả năng hồi máu của đối thủ đến 90%, nghĩa là anh em bơm máu lại chỉ còn 10% lượng mà anh em có thể bơm như bình thường thôi, cực kỳ khủng, gần như là không thể bơm máu luôn. Tiếp theo chúng ta hãy đến với bảng C, về một lượng đồ đang mang trên người là quá là khủng thì bảng C em nó nên tăng ra sao. Đối với bảng C nhân vật sụt Wizard Level 1200 Max Level thì chúng ta sẽ tăng với 374 điểm trên đủ mang đồ, máu sẽ là không tăng, Agi là 1421, làm cho tốc độ đánh của em nó là tối đa 284/284 và năng lượng chỉ là 1073. Tại sao là như vậy? Đối với năng lượng, vì em này sử dụng là đồ Cyber Hut mang lại một lượng đám cực kỳ khủng khiếp, nên việc cộng năng lượng vào bảng phone chủ yếu là để học skill group là chủ yếu. Và để tăng được khả năng đam của em nó, chúng ta sẽ dựa vào bảng Master 1 và Master 2. Thì đối với bảng C như vậy thì kết quả nhận được của em nó là gì? Chúng ta hãy đến với bảng C mở rộng. Với 80% crit đam, Excel low đam tăng đến 65%, 20% double đam, triple đam 6% và 20% bỏ qua phòng thủ thành công. Quá là khủng. Bây giờ chúng ta hãy đi đến với bảng Master 1 của em nó. Đối với bảng Master 1 ở bảng thủ sẽ tăng 20 điểm vào phòng thủ PVP vì đi theo nhân vật đường đi PK nên tất nhiên ô này phải là Max. 10 điểm vào Max SD, 10 điểm vào hồi SD và 10 điểm vào phòng thủ và tăng 10 điểm vào phòng thủ thành công. Ngoài ra chúng ta sẽ tăng 20 điểm vào năng lượng và 20 điểm vào nhanh nhẹn. Anh em lưu ý chúng ta sẽ không tăng vào Wing vì chúng ta đang sử dụng cảnh cấp 4 và ô Wing này á, ô cảnh này chỉ có tác dụng nếu như là anh em sử dụng cảnh cấp 3, còn khi anh em sử dụng cảnh cấp 4 thì ô này không có tác dụng nên anh em không nên tăng, dành điểm cho ô tăng cột những ô cột khác. Và chúng ta nên tăng vào đây 10 điểm Shell Armor để tăng khả năng phòng thủ cơ bản của em nó lên một chút, vì đối với những nhân vật phép thuật thì khả năng phòng thủ rất là yếu. Đối với cột 2 thì chúng ta tăng 10 điểm vào Success Ray, 15 điểm vào Witch Power và 10 điểm vào Witch Mastery. Chúng ta sẽ tăng tối đa vào máu để tăng khả năng sống sót của em nó trong các trận PVP là chủ yếu. Đối với bảng cột thứ 3 thì chúng ta sẽ tăng vào 20 điểm Attack Ray, gầy 10 điểm và 20 điểm vào Shoot Power, tức là khiên bảo vong, khiên bảo vệ sẽ tăng lại, mang lại cho em nó đến 13.52% giảm đam, quá là ngon. Kèm theo đó là 10 điểm với một ô tăng Max Min Dam. Và ở ô Crit Dam cũng như là ô Excellent Dam chúng ta không tăng bởi vì sử dụng là đồ Cyber Hut, nó tăng quá nhiều thứ cho hai ô này nên nếu như chúng ta tăng thêm nữa sẽ là quá là thừa. Chúng ta sẽ gánh điểm của hai ô này sẽ đi tăng vào ô 10 điểm vào hồi HP, khả năng hồi hoàn toàn 100% HP cực kỳ tốt, cũng như đối với nhân vật Dark Lock mình đã giới thiệu lần trước với một tốc độ đẩy cực kỳ cao thì việc hồi 100% HP là gần như là luôn luôn. Kèm theo đó sẽ là 10 điểm Grand Magic. Với ô 10 điểm này thì khi mà đối phương nằm trong bản chính là 4 ô đánh, khoảng cách đánh là 4 thì nó sẽ được tăng đam lên, đam của nhân vật sẽ được tăng lên rất là nhiều. Và điều đặc biệt quan trọng là anh em phải tăng vào 10 điểm double đam và 10 điểm bỏ qua phòng thủ. Nếu như anh em có dư điểm phải tăng vào ô bỏ qua phòng thủ này lên đến 20 cũng là một điều cực kỳ tốt. Vậy đối với bảng Master 1 như thế thì bảng Master 2 của em nó sẽ ra sao? Chúng ta sẽ điểm ngay bây giờ. Vì để tăng tối đa khả năng đi PK giết người nên mình sẽ tăng vào khả năng dồn sát thương, nên sử dụng là skill Stealth Strike với khả năng dồn sát thương cực kỳ lớn.
và tất cả các ô tăng đan phía sau, tăng mắc khả năng có thể 20 20 10 10, và mình sẽ sử dụng bleeding. Bleeding sẽ tăng khả năng gây chảy máu đối phương, nghĩa là anh em chỉ cần đánh trúng và máu đối phương sẽ từ tụt. Với bleeding kết hợp với para ở penta đan thuộc tính là làm cho nhân vật đối phương không thể bơm máu, thì sử dụng bleeding là một điều cực kỳ tuyệt vời. Tiếp theo ở bảng bonus, chúng ta sẽ tăng max máu cũng như là ô tasta, chúng ta sẽ tăng vào agi như nhẹp để tăng tốc độ tấn công của em nó lên. Max ô skill dam là sẽ 30-40, ô star 40-40 và skill dam sẽ là 20-20. Ngoài ra anh em có thể là lưu ý bỏ bớt cái bảng star này đi, tăng vào 40 điểm bảng Ingridge Witcher, tăng vào ô phép thuật này để tăng khả năng đam của em nó. Trên đây là bảng Master 1, Master 2 cũng như bảng C và trang bị của em nó. Vậy với những trang bị và cách trọng điểm như này, khả năng PVM cực kỳ tốt, thì PVP ra sao? Chúng ta hãy đến với một số trận đánh của em nó trong các trận đánh Last Man cũng như là trận qua các video trên, thì các bạn cũng đã cảm nhận được sức mạnh của nhân vật Sub Witcher ở level 1200 và cũng như các season tiếp theo của MU. Các bạn có thể điều chỉnh lại một chút cách tăng điểm phù hợp với đồ mà các bạn đang mang trên người cũng như là bảng Master 1, Master 2 phù hợp với server mà các bạn đang chơi để mang lại được một lượng đam tối đa cũng như một khả năng phòng thủ có thể là ổn định, tránh bị sốc đam tiếp bởi các đối phương. Hy vọng là video này sẽ hữu ích với các anh em. Anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.